Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Tôi Yêu Kỹ Thuật. Được gặp lại mọi người, Khoa rất là vui. Thì khi mọi người có xem clip của Khoa, nếu thấy clip hay và có ý nghĩa thì mọi người hãy giúp Khoa bấm nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh để cho kênh Tôi Yêu Kỹ Thuật ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn. Thì trước mặt các bạn là cái biến tần Delta VFD đời EL. Biến tần này là công suất là 1.5 kW, tương đương với 2 người nha các bạn. Thì trong ngày hôm nay Khoa sẽ chia sẻ đến các bạn về cách reset biến tần này, và cái thứ hai là cách cài password cho cái biến tần này. Sau đây mời các bạn hãy theo dõi, Khoa sẽ giới thiệu về cách reset và cách cài đặt password cho cái biến tần này như sau. Thì đầu tiên để reset biến tần, các bạn vào bấm nút Enter. Đây là cái tham số 00.02 là tham số reset biến tần nha các bạn. Ở đây có bấm Enter, nếu ở đây các bạn cài bằng 9 thì tần số nó sẽ được reset và là 50 Hz. Cài lên bằng 9 đó, tần số nó F50 là tần số là được reset về 50 Hz này các bạn. Nếu mà các bạn cài bằng 10 00.02, các bạn cài bằng 10 Enter, các bạn cài bằng 10 thì tần số được reset và 60 Hz. Đó, các bạn thấy tần số được reset về 60 Hz rồi nha các bạn. Thì cái biến tần nào đó là mình, nếu mình mua cũ các bạn về, trước tiên thì mình nên reset nó lại để xóa sạch các thông số trước đó mà người sử dụng trước đó đã sử dụng. Rồi sau đó mình muốn cài cái chương trình gì theo ý mình thì mình cài như sau. À, đây cái mã cái biến tần này nè các bạn. Đó, này input là 220V, một pha nha các bạn. Output là 3 pha 240V, 3 pha 240V, 1.5 kW, là tương đương 2 người nha các bạn. Đây là biến tần này, cái dòng EL này, dòng một pha này, input một pha này được dùng trong dân dùng khá là rộng rãi. Dùng nhà mình dùng cho điều khiển cho máy bơm 3 pha, nhà mình không có cái điện một pha, không có điện 3 pha, thì mình sử dụng con này mình xài cho cái motor 3 pha. Thì cái tần số này mình có thể được điều chỉnh nó tăng lên, rất là thích hợp cho các sử dụng trong các máy bơm, và tăng cái tần số thì cái tốc độ quay của máy bơm nó tăng lên, thì lúc đó nước nó bơm nhanh hơn. Và một số các thiết bị khác trong dân dụng cũng có sử dụng cái biến tần này. Cái biến tần này nó khá được dùng khá là rộng rãi, phổ biến nha các bạn. Trong dân dụng mình sử dụng rất là nhiều. Công nghiệp cũng vậy, những motor nào mình sử dụng 3 pha 220 mình điều khiển sử dụng qua cái biến tần này. Tiếp theo là Khoa sẽ giới thiệu đến các bạn cái cách cài password cho cái biến tần đời Delta VFD này, đời EL như thế nào. Thì cách mà đơn giản nhất là các bạn khóa cái bàn phím của cái biến tần này, khóa cái bàn phím này không cho mọi người thao tác trên cái bàn phím này. Và tại sao mà mình phải cài cái password này cho cái biến tần này làm gì? Thì các bạn không biết là để hạn chế những người ta vận hành nghịch ngợm hay cài đặt lại các thông số bên trong những biến tần mà người cài đặt đã cài, dẫn đến tình trạng nguy hiểm. Một số trường hợp nó sẽ bị nổ cái biến tần này, hoặc nó sai các thông số cài đặt trước đó của người vận hành. Để tránh cái tình trạng trên thì mình khuyến cáo các bạn, đối với những dòng biến tần lớn mình nên cài cái mã để khóa bàn phím này lại. Cái thứ hai là cài password để người khác không thể xâm nhập vô cái chương trình, muốn cài đặt được cái chương trình trong cái biến tần này phải mở cái password ra mới xâm nhập vô cài đặt được. Đó, đối với những dòng con biến tần công suất lớn thì khi mình bán biến tần cho khách hàng rồi, mình đã cài đặt cài đặt xong rồi, những người ta vận hành đó, người ta nhiều khi ta không biết, người ta bấm lộn sẽ sai, dẫn đến có khả năng nổ biến tần. Để tránh cái tình trạng trên thì mọi người nên cài cái password. Đầu tiên là mình cài cái đơn giản nhất là mình cài cái cài lock cái bàn phím này, khóa cái bàn phím này lại. Thì cài khóa cái bàn phím này như thế nào, thì các bạn vô tham số
nhóm 00 nữa các bạn, bấm enter. Đó, các bạn vô cái thấy ví dụ nó đang là 00 thì các bạn chuyển mũi tên lên là không vô cái nhóm 00.02. Các bạn enter. Ở đây các bạn cài lên bằng 8. Đó, các bạn enter. Thì lúc này các bạn phím nó được khóa lại này các bạn. Khóa lại á. Đó, các bạn thấy mấy cái phím chức năng này mình bấm run nó đâu chạy đâu, nó không hoạt động được nha các bạn. Đó. Khi mà nó khóa bằng phím này thì trên đây các bàn phím này không thể sử dụng được. Đó. Đó. Ở đây là cái bước căn bản khóa cái bàn phím này lại. Thì để mở cái bàn phím này ra thì mình mở như thế nào? Thì các bạn truy cập vô cái tham số 00.02 này, các bạn enter nè. Các bạn chuyển nó lại về bằng 0. Đó, chuyển về 0 các bạn enter. Đó thì lúc này các bàn phím mình được cái bàn phím mình được mở ra, lúc này mình bấm run là cái biến tần chạy nè các bạn thấy không? Đó. Đèn run nó sáng nè các bạn, bấm stop nè, cái đèn stop nó sáng nè các bạn. Đó. Đó, như là mở ra cái bàn phím này đã được mở ra. Khoa cài lại một lần nữa cho mọi người xem nha. Ví dụ không anh. Chờ cho màn hình chính ban đầu nè. Là tần số hiển thị cái tần số 60 Hz nè. Mình bấm enter nè, và nhóm 00. Ấn enter tiếp hiển thị 00.00, nó chuyển lên cái tham số là 00.02. Đó. 00.02. Nó đọc enter, mình cài bằng 8. Enter. Đó, lúc này là cái bàn phím này được khóa này nha các bạn. Cái phím chức năng không có hoạt động được nha các bạn. Đã lock lại rồi nha, bàn phím khóa lại. Thì mở ra các bạn cũng vào cái tham số này. Giống như nó là từ màn hình chính này, mình nếu mà mình sử dụng cái bàn phím không được, mình kiểm tra coi ai đó đã khóa cái bàn phím này lại, thì mình mở tìm cách mở ra bằng cách là bấm enter vào cái nhóm này. Nó đang không có sẵn rồi, nó chưa có sẵn thì mình chuyển lên là 00.02, tại vừa rồi mình mới cài nên nó có sẵn trong đây rồi. Mình bấm enter. Đó, mình chuyển cái 08 này về 00. Enter. Thì lúc này cái bàn phím được mở ra nè các bạn. Đó, các bạn qua bấm cái phím run nè. Đèn run nó sáng nè, nó là biến tần đang ở chế độ chạy nè các bạn. Bấm phím stop nè. Đó, đèn stop nó sáng, có nghĩa là biến tần đang off nè, chế độ off rồi ha, có nghĩa là cái bàn phím mình đã được mở ra. Bước thứ cách thứ hai là Khoa sẽ hướng dẫn các bạn cài password cho cái khóa cái chương trình của cái biến tần này lại. Để mọi người muốn thay đổi chương trình trong biến tần này phải biết cái password của người cài đặt. Rồi, sau đây là cái cách thứ hai để cài password cho cái biến tần Delta VFD DEL này. Thì các bạn thử cái màn hình chính này, Khoa trở về các bạn màn hình chính, là những màn hình chính là ở đây. Các bạn thử màn hình chính. Các bạn truy cập và các bạn tìm không tham số 00.09 00.09 enter. Ở đây các bạn có thể tùy chọn cái password nha các bạn, và mình chọn cái password mà đánh vào đây là mình phải nhớ, nếu mình không nhớ là không thể mở ra cái biến tần ra được. Chỉ có những người ta trong cái hãng là sản xuất ra cái biến tần này, người ta mới có khả năng ta biết cách là tháo cái password ra thôi. Nên khi các bạn cài cái password rồi, các bạn phải chú ý phải nhớ, chỉ có các bạn mới mở ra được chứ người khác không thể mở ra được. Nên các bạn khi cài là các bạn phải chú ý nhớ được cái mật khẩu này. Thì ở đây Khoa sẽ cài cho các bạn xem. Thì ở đây Khoa sẽ cài password là 15 đi, số bất kỳ, mã nó từ 00 đến 4 số thì 600 mấy hay nhiêu đó các bạn, từ 00 trở lên cái mã miếng cái password mình có thể cài nó là từ 00 trở lên đến 600 mấy thì phải, Khoa không nhớ rõ. Bây giờ mà đại khái mình cài cho nó bằng 15 đi. Rồi enter để mình kiểm tra coi cái
cái biến tần nó đó kích hoạt cái mã cả cái chế độ bảo mật password rồi cho cái biến tần này chưa, thì các bạn truy cập vào đó thì nó hiển thị là 01, có nghĩa là cái chế độ password này mình cài đặt nó đã nhận rồi. Thì thường khi các bạn click vào cái tham số 00.09 thì các bạn enter thì nó cái giá trị 00.09 bằng 01, có nghĩa là biến tần đã kích hoạt chế độ bảo mật. Thì cái password vừa rồi các bạn vừa cài vô nó đã nhận dạng rồi, nên là nó báo là 01. Còn nếu chưa được cài password á, nếu mình chưa biến tần nó không kích hoạt, nó chưa cài password, thì ở đây 00.09 nó sẽ bằng 0 nha các bạn. Đó, khi chưa cài password, khi biến tần chưa nhận password thì 00.09 nó bằng 1 nha các bạn. Enter nó bằng 1 nha. Đó. Nếu chưa được cài password hoặc chưa nhận password thì các bạn bấm vào enter, thì ở đây là tham số nó là bằng 00 với 01. 01 nó đã nhận password, vừa nãy qua vừa cài là đã nhận dạng ra rồi. Thì để mở cái password này ra thì mở bằng cách nào? Này các bạn coi, các bạn không thể sửa đổi, có các phím là các bạn bấm được nhưng mà các bạn không thể sửa đổi được chương trình này trong đây. Ví dụ các bấm được nhưng các bạn enter nè, thí dụ khoa reset cho các bạn coi nha. Thí dụ mình reset đi, off biến tần, rồi mình cài đặt cái chế độ biến tần off, đó, off lại. Thí dụ như khoa đã khóa password rồi, bây giờ khoa reset cho các bạn xem có mình reset có được hay không. Rồi tham số reset là 00.02 à, thấy các bạn thấy không, các bạn thấy không, mình không thể được à, mình đó 02 nè, mình bấm enter nè, reset nè, mình chuyển cho bằng 9 đi, không hề reset được nha các bạn. À, bằng 9 nè, mình cài được nhưng mình không thể bấm lưu, biến tần nó không nhận được vì nó có chế bộ bảo mật rồi đó. Mình không thể, mình bấm số nó vẫn ăn, nó vẫn nhận cái số nhưng mà nó không mở ra được nha các bạn. Đó, các bạn thấy không, có mình reset không được, có nghĩa là biến tần này được cài password, để muốn reset là các bạn phải mở cái password này ra. Thì để làm sao để mở cái password này ra được, thì các bạn cái password mình cài mình phải nhớ, và để mở ra thì mình vô tham số 00.08 00.08 đó, 00.08 mình enter. Hồi nãy mình cài password bằng bao nhiêu thì mình sẽ đánh password vô đây, hồi nãy qua cài là 15. Enter. Rồi mình kiểm tra cái mã này nó được tháo ra chưa, thì các bạn vô 09 nè, 00.09 enter nè, đó nó bằng 0, các bạn thấy không? Mình mở ra rồi thì hiện nay nó bằng 0, có nghĩa biến tần chưa được cài password. Lúc này mình reset được nè các bạn. À, bạn chuyển về 00.02. Enter, bạn chuyển lên bằng 9 cho mình coi nè. Enter. À, lúc này mà biến tần đã được reset này nha các bạn. Đó. Khoa chia sẻ đến các bạn là hai cách, một là khóa cái bàn phím biến tần, hai là cài password cho cái biến tần. Các bạn chú ý khi ở cách thứ hai, các bạn khi cài cái password á thì mình đặc biệt mình phải chú ý mình nhớ cái password đó, để khi mình cần sửa chương trình thì mình nhớ password đó, để mình mở cái password ra mình sửa chương trình. Chú ý cái thứ hai là cái password mà mình cài á thì chỉ có mình biết cách mở thôi, không người khác không thể mở được, chỉ có những người ta làm trong cái hãng biến tần này á, công ty của cái nó bán hàng cấp 1 cho cái biến tần Delta này thì người ta mới biết cái cách để mở cái password ra. Còn thông thường đối với người thợ như mình, như khoa, thì khi các bạn cài password thì khoa cũng không mở ra được. Chỉ có cái cách đầu tiên là cái cách thông dụng khóa bàn phím đó thì mình dễ nhất, mình có thể mở ra được, mình vô kiểm tra là mình mở ra được thôi, không có khó khăn gì.
Nhưng ở cách thứ hai là mình cài mật mã nó là chỉ có mình mà biết, không ai biết được. Nếu các bạn hoặc quên đi một cái là bó tay, mình mở ra thì tốn tiền nha các bạn. Khi mở nhờ đúng cái hãng người ta mở cái bát ra thì tốn tiền. Mấy cái miếng tần mà công sức lớn, cái giá trị nó cao ấy, mình nên cài cài bát quật. Nhiều khi mình bán cho khách hàng ở xa mình đã cài xong rồi, rồi người vận hành người ta vô ta thao tác ta bấm lộn bấm sai đó, dẫn đến cái tham số về nó trong nó sai, máy không hoạt động được, thì mình phải tốn thời gian đi tới nơi mình cài lại thì tốn kém thời gian, tốn chi phí của mình. Nên mình cài password vào, cài mà mình nhớ thì mình ghi vào sổ sách password bao nhiêu mình ghi lại, thì khi cần thiết thì mình mở nó ra. Thì Khoa xin dừng clip ở đây, chúc mọi người một ngày làm việc thành công và hiệu quả nha. Khoa xin hẹn mọi người lại trong những clip sau. Ở những clip sau Khoa sẽ giới thiệu các bạn những biến tầm đời mới hơn và những cái cài đặt mới hơn.